requesting làm video Q&A về công việc cũng như là cuộc sống. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ làm mỗi Q&A trên xe, trả lời cho mọi người tất cả những cái câu hỏi mà mọi người đã hỏi Tiên ở trên Instagram khi mà Tiên up lên vừa rồi. Và bạn đồng hành ngày hôm nay của Tiên trả lời hỏi cho các bạn chính là bạn đồng hành kim Uber driver. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi mà mọi người đã đưa ra cho tụi mình nha. Đầu tiên thì để cho bắt đầu chuỗi những câu hỏi thì sẽ trả lời một cái câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất trong cái Q&A lần này. Nó không liên quan đến công việc lắm mà nó liên quan hơn liên quan đến tình yêu một chút. Đó chính là làm sao anh chị biết được nhau là the one, có nghĩa là để cưới và cũng như là để sống lâu dài sau này. Interesting câu hỏi nha. Interesting câu hỏi. Ok, thì thôi em nói trước đi. Em nghĩ như thế nào là một mối quan hệ gọi là the one? Làm sao mình biết được là người đó sẽ là người cuối cùng của mình? Theo em thì em thấy như thế nào? Em nghĩ là người đó phải match được cái năng lượng của mình. Có nghĩa là những gì mình nói, những gì mình làm họ đều hiểu. Và đôi khi họ hiểu trước khi mình nói luôn. Họ có cùng chí hướng trong công việc. Đối với mình, họ cũng có những cái taste giống mình, giống như là đi ăn, đi uống, rồi tất cả mọi thứ. Nói chung là tất cả mọi thứ nó đều giống nhau và nó hợp, nói chuyện cũng hợp. Thì em nghĩ là cái người đó rất là hiểu em, cũng như là kiểu chiều. Thì em nghĩ là người đó sẽ là the one. Nice. Thì nói chung là đối với anh thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà thật sự với một bạn nam á, thì nếu mà kêu về bạn nam giải thích tại sao người đối phương của bạn là the one á, thì thật sự cái hầu nghĩ cũng rất là khó. Tại vì cái the one á, nó là một cái cảm tính mà mình rất là khó để giải thích. Đôi khi nó là nhiều thứ cộng lại với nhau mới tạo ra cái moment the one đó. Nên bây giờ mà kêu Kèo nói tại sao Tiên là the one thì theo Kèo nghĩ thì hầu như các bạn nam sẽ rất là ấp úng. Nhưng mà Kèo sẽ nói chung thôi thì cái quan trọng nhất của Kèo để coi bạn kia có phải là the one hay không, nó nằm 100% vào định hướng. Sự tương đồng của cả hai, định hướng đối với Kèo rất là quan trọng. Kèo muốn một người có một cái định hướng giống mình, đi xa như mình, thì cái relationship của mình nó mới tiến triển được. Chứ không thể nào mà giống như mình có một cái định hướng cao xa mà người kia chỉ muốn vui chơi thôi, hay là chỉ muốn làm một cái gì đó của riêng mình và không có một cái gì đó tương đồng với mình, thì thực sự cái đó là một cái red flag rất là lớn của Kèo. Yeah. Ok, đó, mong là đã giải thích được những cái thắc mắc của mọi người. Tại vì mọi người cũng hỏi rất là nhiều là làm sao chị chọn được người trong mơ của chị, làm sao để biết được người đó phù hợp với mình mãi mãi. Thì đôi khi càng chọn thì người ta lại càng không đến. Thật ra là nó đến rất là tự nhiên và mình cũng không có expect gì hết. Thực sự cái moment đó nó rất là random, mà nó không phải là sắp đặt hay cái gì hết. Đối với những bạn mà đang đi kiếm the one đó, thì thực sự một cái advice cho mọi người là đừng có đi kiếm. Cứ để nó tự nhiên đi, cứ quen nhiều người đi. Một trong những người đó sẽ là the one, bạn không biết trước được. Nên thà bạn cứ thoải mái đầu óc thì cái the one nó sẽ tới sớm hơn các bạn suy nghĩ á. Bây giờ thì tụi mình sẽ trả lời những cái câu hỏi nghiêng về công việc, apply vào những công ty lớn như thế nào. Tiên và Kyle cũng rất là may mắn khi đã từng và đang làm ở những cái công ty rất là lớn ở Việt Nam. Thì mong là cái video này sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về công việc cũng như là cách mà để apply vào những cái công ty lớn này nha. Thì cái câu mà đầu tiên mà các bạn hỏi Tiên rất là nhiều đó chính là làm sao mà mình gây ấn tượng được với nhà tuyển dụng. Câu này thì để em trả lời theo khía cạnh của em trước. Thì đối với công ty hiện tại của Tiên đang làm thì Tiên cũng nhận được rất là nhiều CV từ các bạn. Và thật ra là mỗi CV Tiên chỉ vỏn vẹn
liếc qua CV tầm 5 giây thôi, chứ Tiên không coi cái CV nó quá là ngồi ngâm cứu 5-10 phút gì cả. Thì cái mà người nhà tuyển dụng họ quan tâm nhiều nhất chắc chắn là kinh nghiệm. Đó là cái họ rất là quan tâm đối với cái vị trí nào mà các bạn apply. Ví dụ như Tiên là sẽ apply trong cái vị trí là Marketing Executive, thì họ sẽ nhìn vào cái kinh nghiệm của mình là mình đã từng làm ở những công ty nào trong vòng bao nhiêu năm, và cái những cái mục tiêu và những cái goal mà các bạn đạt được là gì, và các bạn đã có đạt được hay không, và bạn đã làm được gì cho những cái công ty đó. Thì họ sẽ liếc qua CV của các bạn tầm 5 đến 10 giây thôi. Thì đó là những cái mấu chốt rất là quan trọng để nhà tuyển dụng họ nhìn vào những cái CV của các bạn. Yeah, Cao cũng đồng ý với Tiên, nhưng đồng thời cũng không đồng ý ở vài điểm. Có nghĩa là làm sao để ấn tượng, làm sao để tạo ra một cái ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng, đúng không? Thì thực sự Cao thấy cái quan trọng nhất là cái chỉnh chu ở cái CV. Thực sự nhiều bạn suy nghĩ rằng là CV phải dày đặn, phải nhiều chữ hết mức có thể thì mới ấn tượng được người ta. Nhưng cái đó là một cái sai lầm lớn nhất. Vì đối với một người tuyển dụng á, mọi người phải hiểu là người ta nhìn qua mấy 1.000 CV mỗi ngày chỉ để kiếm những người giỏi nhất. Họ sẽ không có thời gian mà họ đọc hết những gì mình ghi, nên họ chỉ lướt những cái ý chính thôi. Nên vì vậy mọi người nên nhớ là CV càng ngắn gọn, dễ hiểu, càng xúc tích là tốt nhất. Và CV luôn luôn nên để ở mức độ một trang thôi, trừ khi bạn kiểu là một người làm rất lâu năm rồi, bạn thiệt sự không có đủ chỗ để ghi thì ok, lúc đó hãy lên 2 trang. Nhưng hầu như những bạn mới ra trường không có lý do gì mà phải để CV 2 trang hết. Và đồng thời, thiệt sự khi mà bây giờ cái hồ với Tiên đã là chủ của một cái gì đó rồi á, mình mới nhận ra là hầu như 80% CV tụi mình nhận nó rất là không đúng format, và đôi khi nó nhìn nó rất là con nít. Cái CV thiệt sự là cái đập vào mắt người ta nhiều nhất. Họ không có cần biết là mình tốt cỡ nào hay mình giỏi cỡ nào. Cho dù bây giờ bạn siêu giỏi luôn mà cái CV của bạn nó như là kiểu không có chỉnh chu thì họ cũng chả có quan tâm gì tới mình hết á. Yeah, kèm khoai luôn đi. Nước khoai nước luôn. Coca sao? Coca luôn. Ok, quay lại topic làm CV. Sao CV đúng không? Thì đó, thực sự thì theo cái hồi thấy cái CV ngắn gọn xúc tích nhưng đúng, mà rất mạnh mẽ. Đó, đúng, ba điều quan trọng. Mình quan trọng nhất là đi vô cái ý chính. Thực sự giống như những cái mà gọi là kinh nghiệm công việc á, thì cao thấy nhiều bạn sẽ ghi một đống chữ luôn, ghi mà ghi siêu dài và giống như 6-7 câu, nhưng mà thực chất nó những cái ý nó cũng y như nhau hết. Không phải là nó không quan trọng, nhưng mà 6 câu của bạn nghe nó rất là như nhau, nó không có khác gì hết á, nó chỉ là giống như đổi chữ xong rồi đổi một chút xíu ý thôi. Thà mấy bạn từ 6 câu đó mấy bạn rút ngắn thành 3 ý chính của mấy bạn nói thì nó sẽ rất rất là hiệu quả luôn. Tin cái đồ ở cái điểm này đi. Ok, tiếp theo là một câu: em apply intern nhiều công ty mà không nhận được phản hồi gì hết chị ơi, em lo cho tương lai quá. Có nghĩa là bạn này đang nộp rất là nhiều hồ sơ xin việc ở những công ty với dạng intern mà vẫn chưa được nhận. Và mấy bạn không hiểu lý do đang xảy ra tại sao, đúng không? Đối với Kao sẽ hỏi lại bạn là bạn đã nộp bao nhiêu công ty rồi. Tại vì nếu mà bạn cho Kao một câu trả lời là từ 20 tới 50 công ty thì Kao nói với bạn thẳng luôn là bạn vẫn nộp một cái số lượng rất là ít. Tại vì hồi lúc khi mà Kao nộp intern thì Kao đã nộp tới gần 200 tới 250 công ty nhưng chỉ nhận lại được 5 phản hồi. Là mọi người hiểu là cái thực tập nó khó cỡ nào luôn á. Cái advice thứ nhất Kao sẽ cho mọi người là nộp càng nhiều càng tốt. Cứ cố gắng tạo cho mình một cái habit là mỗi ngày mình sẽ cố gắng nộp 10 tới 20 công ty. Thì sau một khoảng thời gian 1 tới 2 tháng thì lúc đó mình mới nhận được câu trả lời. Và cái thứ hai mà nếu mà bạn đã nộp quá nhiều chỗ nhưng không chỗ nào phản hồi thì cũng có thể là bạn nên xem xét lại cái CV của mình. Tại vì như ý hồi nãy cái hồi nói, người ta
rất là quan trọng với CV và người ta coi những cái thông tin chính thôi. Đôi khi bạn có thể ghi những cái thông tin quá nhiều làm cho họ chỉ cần nhìn thôi, họ không muốn đọc thì họ bỏ qua thôi. Theo em thì tại vì intern là thật sự rất là khó. Ngày xưa bên Mỹ em cũng apply tầm 100+ công ty á, thì chỉ có duy nhất một công ty nhận. Mà một công ty kiểu siêu nhỏ luôn á, ở Chicago. Trước đó là em đã đi làm intern ở Việt Nam rồi nha. Trong cái CV là đã có một cái chỗ làm intern rồi. Nhưng mà đối với họ thì chắc là chưa đủ. Và khi mà họ nhận intern thì họ cũng đánh giá rất là nhiều về cái những cái kinh nghiệm trước hay sao. Nhưng mà bây giờ đi làm intern mà không có kinh nghiệm trước thì sao? Yeah, đó. Thì cái này cũng là một cái idea mà anh vừa nghĩ ra. Có nghĩa là khi mà bạn là một intern có nghĩa bạn không có một cái kinh nghiệm gì trong tay hết, thì làm sao bạn thuyết phục người ta chọn bạn, đúng không? Cái cách mà Kale thường làm á là sau khi Kale nộp CV vô cho một công ty nào đó, Kale sẽ lên LinkedIn của công ty đó, rồi Kale sẽ kiếm cái bạn HR hoặc là recruitment của cái công ty đó, và Kale sẽ nhắn, Kale sẽ nói là hiện tại em cũng có thấy là công ty mình đang tuyển intern nè, thì em đã nộp CV trên website rồi, nhưng mà em sẽ attach cái CV vô đây luôn để cho chị hoặc anh thấy, và đồng thời cũng nói với họ về cái mong muốn của mình. Tại vì thiệt sự á, khi bạn là một thực tập sinh, bạn không có kinh nghiệm, cái duy nhất mà người ta muốn thấy ở bạn là cái sự nhiệt huyết để muốn có cái công việc này. 90% công ty ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có cái kiểu cần một bạn mới ra trường nhưng mà có 2 năm kinh nghiệm. Mới ra trường thì làm sao có 2 năm kinh nghiệm được, đúng không? Nhưng mà họ chỉ ghi vậy thôi. Thiệt sự họ ghi vậy chỉ để đó thôi á. Nhưng mà cái mà họ muốn thấy được ở một bạn mới ra trường hoặc là thực tập sinh luôn là cái mong muốn được đạt được cái công việc này, là mình phải làm cái gì. Giống như bạn phải cho người ta thấy được là tôi không có kinh nghiệm nhưng mà tôi đảm bảo được là tôi sẽ ABCD cho công ty. Thì khi mà họ thấy được cái đó thì họ sẽ đề cao bạn hơn. Có một bạn hỏi nữa là nếu mà em vừa mới ra trường, em muốn apply một công ty cực kỳ lớn thì người ta cần kinh nghiệm, thì kinh nghiệm ở đâu mà em có? Mặc dù em cũng vẫn muốn apply cho một cái vị trí thấp nhất thôi, là ví dụ như là officer thôi. Đối với Tiên á là nó cũng rất là khó, là tại vì khi mà Tiên mới về Việt Nam, Tiên cũng không có một kinh nghiệm gì trong cái CV của Tiên. Đồng thời thì mọi người cũng hỏi là chị vậy nó là vậy, tại sao chị có thể apply vô được những cái công ty như vậy. Thì thứ nhất Tiên nghĩ là cái quan trọng nhất là bạn nên đi chủ động về mối quan hệ xung quanh. Ví dụ như bạn thấy bạn của bạn đang làm ở một công ty đó và có một cái cơ hội nào đó, bạn nói là phòng mình đang tuyển dụng, thì bạn phải nhảy vào liền. Bạn phải nói là ok vậy thôi, cho tao gặp sếp mày đi, hay là cho tao ngày để tao có thể tới phỏng vấn. Hay là có nghĩa là mình phải chủ động trong tất cả mọi thứ mình làm. Thì khi như vậy á, cái người mà người ta tuyển dụng bạn, người ta cũng sẽ để ý và người ta cũng sẽ đánh giá rất là cao tinh thần của bạn. Tại vì thứ nhất, đối với kinh nghiệm đúng là những nhà tuyển dụng họ cần, nhưng mà cái thứ hai mà quan trọng nữa là cái tinh thần làm việc và cái sự chủ động của các bạn nhân viên. Cho nên là nếu mà các bạn chủ động lăn xả hơn một chút, đi ra ngoài tự kiếm hơn, tự chủ động nói chuyện với người này người khác, kiếm những cái mối quan hệ để có thể vào được công ty lớn, thì Tiên nghĩ đó là một cái điều rất là khả thi. Yeah, và cũng thêm một cái advice nữa mà Kale hồi lúc giống như là không có ai nói với Kale, nhưng mà cái này là một cái vấp ngã mà Kale cảm thấy là mình đã bị, và bây giờ Kale muốn cho mọi người hiểu được và maybe là khắc phục được trước khi mà nó quá trễ. Có nghĩa là khi mấy bạn học đại học đi, bắt đầu tới năm 3 là các bạn đã nên phải kiếm thực tập rồi. Các bạn phải kiếm internship rồi 100% luôn. Tại vì khi mà mấy bạn làm như vậy á, khi mà ra trường á, nó sẽ rất là tốt hơn luôn, và nó sẽ rất là nhanh hơn. Mọi người cũng hỏi câu đó nhiều là em có nên vừa đi học vừa đi làm hay không? Yeah, thì câu đó là chắc chắn là có. Ví dụ như khi mà em đi học mà vẫn là nhiều việc học nhiều quá, thì ok, em có thể intern vào mùa hè.
hoặc là những mùa em nghỉ. Giống như chị đã bắt đầu đi làm intern là vào năm đại học năm 2 rồi, là ngày hè đó là chị về Việt Nam, là chị bắt đầu chị làm 3 tháng liền, là hè nào chị về Việt Nam chị cũng làm intern cả, cho nên là nhờ đó mình có một chút kinh nghiệm, và sau này khi mà mình apply cho những công ty khác thì mình sẽ có một cái CV về internship nó ổn định cho một công ty lớn rồi, thì người ta sẽ nhìn là người ta sẽ thấy ok hơn. Yeah, tại sao lại không vừa đi học vừa đi làm được, đúng không? Carol thấy cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Tại vì hồi lúc Carol ở bên Mỹ rồi cũng y hệt như vậy, vẫn đi học, vẫn đi làm, chỉ là mình không intern được thôi. Đồng thời á, Carol cũng nói luôn là khi mà bạn intern cho một công ty nào đó, họ sẽ không có quá khó về cái chuyện thời gian, tại vì họ luôn hiểu là bạn vẫn còn là học sinh. Và họ sẽ chỉ chọn 3 ngày hoặc là 4 ngày mà bạn cần phải có ở trên văn phòng thôi. Thiệt sự nó không tới 4 ngày nữa, nó chỉ có 3 ngày thôi, 2 tới 3 ngày thôi. Thì nếu mà các bạn thiệt sự mà có cơ hội và mấy bạn sắp xếp được thời gian đó, thì Carol vẫn luôn suggest cho mấy bạn làm đi. Tiếp theo là một câu khá là hay: làm sao để có được những cái đam mê và những cái định hướng trong sự nghiệp của mình? Đấy là làm sao mình biết được mình thích cái gì để mình Ok, rồi Carol hiểu cái câu hỏi rồi. Nhưng mà Carol cũng sẽ nói lại một thứ là nếu mà bây giờ bạn không biết được bạn thích cái gì thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ không có đam mê. Và người không có đam mê thì sẽ không thành công được, đúng không? Nhưng mà Carol cũng sẽ muốn hỏi lại cái bạn mà vừa hỏi câu đó là không có liên quan gì tới kiểu công việc hay gì, nhưng mà giống như thường ngày bạn thích làm cái gì, cái sở thích của bạn là cái gì. Tại vì mấy bạn hiểu là cái đam mê nó xuất phát từ cái sở thích. Bạn phải biết bạn thích gì. Đúng rồi. Bạn phải biết bạn thích gì thì lúc đó mình mới bắt đầu phát triển từ những thứ mình thích để mình tạo ra một cái sự nghiệp cho bản thân mình. Ví dụ như em nói ngày xưa em cũng thích thời trang đi. Thì đó là lý do tại sao em thích, rồi dần dần em tự làm, em tự kiếm sử, em tự ABCD gì đó, tự tạo dựng như một cái gì đó mình thích. Có một câu này họ nói với mình là mình được quyền làm như vậy là tại vì mình không lo cơm áo gạo tiền. Anh thấy câu đó cũng có cái đúng và cũng có cái sai. Tại vì thực sự KO với Tiên, ok, có thể là mình xuất phát ở một cái điểm mà nó tốt hơn đi. Thực sự là ok, gia đình có điều kiện nên mới có thể theo đuổi những cái đam mê như thế này. Nhưng mà sai ở một cái điểm, ở cái câu đó là không thể nói là ok, mấy bạn không sinh ra gần ở vạch đích nên mấy bạn không theo đuổi đam mê được. KO có thể liệt kê khá là nhiều người họ chả có một cái gì hết, nhưng mà vì họ cố gắng nên họ cũng vẫn đạt được cái đam mê của họ. Và thêm một cái nữa là cái gì nó cũng sẽ cần thời gian. Mọi người chưa bắt đầu cái đam mê của mọi người mà mọi người đã nghĩ như vậy rồi. Giống như cái câu Carol luôn luôn nói là bản thân mình, trước khi mình từ chối một cái gì đó, từ chối một cái idea gì đó, cứ làm thử đi, coi mình làm được hay không. Trong cái case này mấy bạn chưa thử, chưa bắt đầu mà đã dừng chân rồi. Tại vì cái quan trọng nhất ở cái đam mê là cái gì? Cái này, cái đầu ha. Mấy bạn phải có một cái, nói thẳng là cái tinh thần thép luôn á. Cho dù tất cả mọi người quay lại với bạn, không ủng hộ bạn, thì cái lúc đó bạn có ủng hộ bản thân mình hay không? Cái đó là cái siêu quan trọng luôn. Theo Tiên, cái đó cũng không phải là đúng một phần. Tại vì có một bạn comment lên video của Tiên như vậy là Tiên không phải lo về cơm áo gạo tiền, cho nên là cái chuyện mà Tiên theo đuổi đam mê đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao các bạn không nghĩ theo một cái hướng là các bạn có thể đi làm thật nhiều công việc khác nhau để có một cái nguồn vốn nhất định. Exactly. Để bắt đầu làm một cái đam mê của đúng các rồi. Bạn tại sao vậy? Tại vì Tiên cũng là một người cũng đi làm full time, lương ok, ngày xưa đi làm cũng chỉ 10 triệu, đúng không? Nó cũng là bằng những cái bạn khác bình thường thôi. Thì ví dụ như mình cố gắng làm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, mình lên một cái vị trí mình tốt, sau đó mình có một nguồn vốn nhất định, mình theo đuổi đam mê của mình. Thì nó không có gì là impossible cả. Đương nhiên là tụi mình xuất phát từ một cái điểm, nó có thể là nó hơn khá là nhiều người thì nó tốt cho mình thôi, nhưng mà vấn đề là mình cũng phải cố gắng hơn 100 lần nữa thì nó mới đạt được những cái gì mình mong muốn, chứ không phải là không phải lo về cơm áo gạo tiền là mọi thứ nó đơn giản. Và thêm một cái nữa là
Carol với Tiên đều làm hai công việc, một công việc chính và một công việc đam mê. Mọi người phải hiểu là cái công việc chính mục đích là cái gì. Mục đích của công việc chính là đẻ tiền ra cho công việc đam mê. Mấy bạn không thể nghĩ là mình có điều kiện thì gia đình sẽ chăm lo cho cái đam mê của mình. Thật sự không có. Bây giờ mà cái đam mê của Carol, cái brand của Carol đang gặp vấn đề đi, thì Carol cũng phải tự lấy tiền mà mình làm ra từ lương của mình, mình cũng phải đắp vô, chứ cũng không thể nào mà ngày nào cũng đi xin ba mẹ. Ok, hai câu nữa nha mọi người. Câu tiếp theo là làm sao anh chị có thể cân bằng được tình yêu, công việc, bạn bè và gia đình ạ? Cái câu này nó thiệt sự một câu hỏi rất là hay, và câu trả lời của Kyle sẽ là bạn không cân bằng được. Thiệt sự. Nghe nó hơi kiểu hụt hẫng, nhưng mà khi mà bạn đã trưởng thành rồi thì các bạn phải thật sự chọn cái gì quan trọng nhất. Tại vì giống như mấy bạn để công việc, tình yêu và cuộc sống là ba cái vòng tròn, thì mấy bạn chỉ được chọn hai vòng thôi. Và đôi khi ok, mấy bạn cũng có thể chọn thêm cuộc sống, nhưng mà mấy bạn phải luôn luôn hiểu là cái nào có cái mình phải đặt nhiều trách nhiệm hơn. Hồi lúc đầu cũng rất là thích cuộc sống riêng của mình, đúng không? Nhưng mà bây giờ vừa có tình yêu vừa có công việc thì chắc chắn là cái cuộc sống của mình nó sẽ giảm xuống. Và cái hồi thấy cái đó là thiệt. Giống như bây giờ mình đi làm về, mình không có còn những cái thời gian dư thừa để đi chơi với bạn bè. Và cái này là thiệt sự luôn á, là cái hồi không còn đi chơi nhiều với bạn bè nữa. Tại vì không phải là mình có bồ mình không đi chơi hay gì, nhưng mà mình không có thời gian để mình đi chơi với người ta luôn. Tại vì mình xong công việc ở công ty và mình phải làm công việc của cái đam mê của mình nữa, nên thời gian đâu mà đi chơi, thời gian cho Tiên còn không đủ nữa, nói chi là đi chơi với những người khác. Nên để trả lời câu hỏi này thì Cao nghĩ là bạn thật sự phải chọn là cái nào là cái quan trọng nhất đối với mình. Chứ mà để cân bằng cả ba thứ đều với nhau á, thì mấy bạn cũng phải hiểu là khi mà ba thứ đều với nhau thì không có cái nào thiệt sự là có chuyện vọng hết mức có thể. Thật ra đây là cái cách mà em cân bằng. Ví dụ như ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu là công việc thì stick vào công việc, thứ bảy chủ nhật sẽ dành cho gia đình, giống vậy đó. Còn ví dụ như người yêu thì ngày nào có thể gặp được thì gặp, còn không thì ngày nào bận quá thì thôi. Yeah. Vậy cho nên là cũng nói chung là nói về cân bằng thì thật sự là không phải là nó cần phải quá đặt rồi, là ví dụ như bạn là 24/7, người yêu 3/5/7, gia đình ví dụ 24/7/3/5/7 gì đó thì sẽ không như vậy được. Nhưng mà đơn giản hơn là ví dụ mọi người có những công việc ở ngày thường thì chắc chắn là ngày thường sẽ dành cho công việc, cuối tuần sẽ dành cho tình yêu và gia đình. Thì đó là cái cách mà Tiên ba lần soi. Chứ bây giờ mà kêu mà tất cả chia đều cho nhau thì chắc cũng khó. Và nếu mấy bạn muốn chia đều cho cả 3-4 cái mà mấy bạn muốn á cũng được luôn, sẽ được. Nhưng mà sẽ có một cái vấn đề là mấy bạn biết mấy bạn mất cái gì không? Mấy bạn mất sức khỏe. Vậy thôi à. Sức khỏe thôi, chính xác. Thì Tiên cũng đã từng trong cái giai đoạn như vậy rồi. Tiên quyết là cho dù mà ráng cân bằng cỡ nào thì cuối cùng là người thiệt hại là mình đi vô bệnh viện. Cho nên là từ đó thì Tiên mới cắt bỏ bớt những thứ mà nó không cần thiết nữa. Có đó, có nhiều là hồi xưa là Tiên đi làm quá nhiều. Thật sự là Tiên làm quá nhiều cho nên là nó ảnh hưởng cái sức khỏe của Tiên. Tiên suốt ngày bệnh thôi. Có nghĩa là trước khi cái thời mà cao về là Tiên bệnh rất là nhiều. Tại vì Tiên làm quá là nhiều việc, công ty full time, làm YouTube, làm content creator, làm rất là nhiều thứ. Cho nên là kiểu nó bị kiểu bị stress mà mình không có biết chia sẻ cho ai nữa. Cho nên là từ đó thì Tiên sẽ quan trọng cái nào nhất và cảm thấy mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng mà cuộc sống thì cũng đừng có nên thoải mái quá thì nó cũng sẽ nhàm chán. Nên là đôi khi nặng chút, stress chút thì nó sẽ vẫn là ok hơn. Ok, bây giờ là câu cuối cùng nha mọi người. Thì bạn này bạn hỏi là em được nhận vô một công ty lớn rồi, nhưng mà workload quá là nặng, thì làm sao anh chị có thể làm việc được trong những cái môi trường mà nó kỳ căng lực, thẳng như căng vậy. À. Ý đầu tiên của Kyle thì là workload nhiều quá, áp lực quá. Thì một câu hỏi mà Kyle muốn hỏi lại là cái bạn đó có đang hài lòng với công việc của bạn không? Cái công việc đó có phải là đam mê của bạn không? Tại vì thiệt sự nếu mà mình làm một cái gì đó mà mình đam mê, mà mình thích á, thì cho dù cái
workload đó nó nhiều cỡ nào, nó stress cỡ nào thì mình vẫn có thể handle được. Và nếu mà thiệt sự cái công việc đó không phải là cái công việc mà các bạn muốn làm thì cái đó cũng là một cái thứ mà để các bạn nên suy nghĩ là có nên nhảy công việc hay không á. Nhưng mà Carol cũng muốn nói thêm là đi làm ở công ty nào thì nó cũng sẽ có cái áp lực riêng của nó, đúng không? Nhưng mà áp lực ok có thể là xấu nhưng cũng có thể là tốt, tại vì áp lực tạo nên kim cương. Chỉ có áp lực mới làm cho bạn giỏi hơn được, đúng không? Nên mấy bạn đừng có nhìn áp lực kiểu là ồn cái gì đó nó quá xấu. Ok, khi nào mà nó thiệt sự mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe luôn á thì lúc đó đúng. Nhưng mà nếu mà mấy bạn vẫn có thể kìm nó lại được, vẫn có thể dùng cái áp lực đó để giống như là làm tốt hơn á, thì cái đó là một cái quá tốt rồi, đúng không? Nói chung là làm ở công ty lớn thì chắc chắn nó sẽ có áp lực, cái đó là điều đương nhiên. Nhưng mà mình đã chọn, mình apply, mình đã chọn mình sẽ làm cho công ty đó một thời gian lâu dài thì mình phải hiểu là nó sẽ có những cái áp lực nhất định, thì mình cũng phải sẽ cố gắng mỗi ngày thôi. Tại vì ngày xưa Tiên đi làm công ty Tiên biết nó là một cái gì đó rất là áp lực, mà tối nào về cũng rất là stress, mà tối về mà còn phải làm công việc khác nữa chứ không phải là tối về được nghỉ ngơi, cho nên là rất nhiều sự đổ dồn vô cái đầu mình. Nhưng mà quan trọng là mình đam mê, mình thích cái công việc mình đang làm. Và lâu lâu mà nếu mấy bạn gặp áp lực nhiều quá thì đi stress thì cứ coffee đu đi là sẽ hết stress liền, không phải phải xong rồi nghe stress hơn nữa. Nhưng mà đó là kinh nghiệm của tụi mình. Yeah, thì nói chung là cái hồ làm ở một công ty của Pháp, công ty này thì nó chuyên về technology consulting. Vị trí gì ạ? Vị trí thì trước đây thì cái hồ làm data analyst, nhưng mà bây giờ cái hồ vừa đổi qua một cái bộ phận khác ở trong IT luôn. Thì giá product owner. Product owner là làm gì? Giải thích. Thực sự khi mà Carol nói product owner với những bạn mà với những người mà không có kiến thức IT á, thì họ sẽ luôn luôn hỏi product owner là cái gì, là người sở hữu sản phẩm hả, sở hữu sản phẩm là cái gì. Nhưng mà nói chung á, product owner là một cái role, một cái công việc là bạn là người đứng giữa user và dev team. Dev team là những người coding, development team á, bạn sẽ là người đứng giữa, bạn sẽ là người mà nắm cái vision á. Vision là cái định hướng của cái sản phẩm đó. Và sản phẩm ở đây thường là cái gì? Thường là những cái app. Ví dụ như lấy một cái ví dụ điển hình thôi nha, là Shopee Food, đúng không? Thì làm sao mà công ty có thể hiểu được là người dùng muốn cái gì? Thì cái đó là công việc của Carol, là người product owner. Mình sẽ coi ok, user cần cái gì ở trong cái app này, cái app này đang gặp những cái vấn đề gì mà ảnh hưởng tới khách hàng. Mình là người sẽ quản lý cái định hướng đó. Ok, rồi tao lấy những cái idea của user này, tao kết hợp lại thành một cái gì đó tốt hơn, xong rồi mình sẽ làm việc lại với những bạn coding, những bạn dev team, và họ sẽ mang cái idea của mình thành hiện thực. Nghe nó rất là hơi mơ hồ á, nhưng mà thiệt sự đối với mấy bạn mà đã làm trong lĩnh vực IT á thì mấy bạn nghe product owner là mấy bạn sẽ hiểu liền. Vậy là đã hết cái video chia sẻ về định hướng công việc, về cách apply CV trong những công ty lớn, cũng như là các nhà tuyển dụng họ muốn gì, họ cần gì, tại sao họ lại cần những người như thế. Thì mong là sau cái video ngày này thì các bạn có thể có một kiến thức rõ hơn về các công ty, cũng như là cho mình một cái kinh nghiệm nhất định để mình có thể viết lại cái CV của mình, cũng như là mình có thể apply vào những cái công ty mà mình mong muốn. Và Tiên chúc các bạn thật nhiều may mắn khi mà apply vào những công ty đó. Còn nếu bạn nào muốn làm cho The Space thì có thể email về cho The Space. Hiện tại thì tụi mình cũng chỉ là kiếm các bạn bán hàng BA thôi, chứ mà team internal thì hiện tại vẫn chưa có một cái slot nào cần thiết đó, cho nên là maybe cần chứ. Kế toán accounting. Kế toán hả? Maybe sắp tới thì Tiên sẽ tuyển một bạn kế toán, tại vì hiện tại thì người ở vị trí đó là Kyle và một bạn nữa. Nhưng mà nó
nói chung là nó cũng chưa phải là kế toán lắm. Yeah. Nó chỉ là về số là nhiều thôi, nhưng mà một bạn rành về kế toán, về tiền, về tất cả mọi thứ thì maybe là 2 tháng nữa, trong vòng 2-3 tháng nữa thì tụi mình sẽ tuyển thêm một vị trí như vậy, và maybe là sẽ thêm một vị trí marketing intern. Thì trước mắt là như vậy đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mong mọi người thích video lần này, nhớ like.